Hôm nay mình sẽ mang quả bóng Champions League và một cái áo Manchester United chính hãng để đi ra một sân bóng ở Hà Nội, hướng dẫn một nhân vật thực hiện cú sút knuckleball. Và đó chính là bạn Phát Freestyle. Bước 1, đặt bóng ướm chân. Giữa bóng. Đây là phần tiếp xúc trên chân. Bước 2, lấy đà. Thường mình lấy 4 bước. 1, 2, 3, 4. Bước sang bên trái một bước. Bước sang bên trái một bước để tạo cái bước khi mà mình đặt trụ mình băng chân. Bước 3, chạy đà. Thì mình chạy bình thường nhưng mà thường là chạy bằng mũi chân. Và tiếp xúc, đặt trụ. Tiếp xúc văng chân là bước 4. Các bạn phải lưu ý là phải khóa cổ chân. Khóa cổ chân thật kỹ. Và cái động tác văng chân là giống như mình chạy ra nha. Phát và nhiều bạn khán giả xem video mình sút muốn mình hướng dẫn kỹ thuật này. Vậy nên video này hy vọng cũng sẽ giải đáp cho các bạn một phần thắc mắc. Khi các bạn tiếp xúc bóng, bóng lắc lư và không đi theo quỹ đạo xoáy thì mới đúng nha. Quả bóng Champions League mình mang ra là để tặng cho Phát và team. Vì ngày 6 tháng 1 tới đây, các bạn sẽ tổ chức giải tân bóng nghệ thuật vô địch Việt Nam. Mình cũng đã nhận được giấy mời từ ban tổ chức. Còn áo MU chính hãng mình mang ra là để giao cho bạn Tuyền Văn Hóa, một fan cứng của câu lạc bộ Manchester United. Cho dù là bạn fan hâm mộ của bất kỳ câu lạc bộ nào, hoặc bạn đá banh hay, đá banh dở, không biết kỹ thuật nào, đối với mình không quan trọng. Bóng đá là để tận hưởng, vui chơi, giao lưu, kết nối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.